Hello mọi người, đây là cái Bubbit điện tử đang hot rần rần trong giới học sinh đây nè, giúp giảm căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi, mà đặc biệt là giúp các bé hạn chế chơi điện thoại di động. Hôm nay mình sẽ tặng cho các con nha. Hello Bigon, đang làm gì vậy? Đang đứng dĩa. Ok, vẽ tranh hả? Giỏi với người ta. À, Bigon ơi, con thích trò chơi trí tuệ không nè? Dạ thích. Như là gì nè? Bubbit. Bubbit hả? Nó ra sao ta? Ta đâu biết đâu. Biết phải cái này không ta? Phải cái này không? Phải. Ờ, hay gì ta? Ta còn biết cái đó luôn á. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại này nha mọi người, nhưng hôm nay mình mua loại này là phiên bản tiếng Việt nha. Về giá thành thì tiền nào của đó nha mọi người, mình có để trong giỏ hàng, mọi người có thể tham khảo nha. Khi mua về mình sẽ được tặng pin nè và một cái dít để mở nắp pin. Về cảm nhận thì mình thấy sản phẩm rất là phù hợp với lứa tuổi của các con mình. Các nút nhấn thì rất là xịn sò nha, kiểu như là mình mua đồ xịn á, bấm nó đã tay lắm. Được đó. Chế độ nhiều người chơi, chế độ cực sáng,